Bước vào năm cấp 3 với niềm tự hào là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Mình ấp ủ biết bao dự định cho 3 năm cấp 3 cháy bỏng. Tất nhiên là lúc ấy mình không nghĩ gì đến lý và hóa thôi. Cùng mình thử điểm lại một số mục tiêu sau nào. IELTS đã xong gần đây. Mình hiện tại vẫn cảm thấy rất là surreal vì mình đã hoàn thành mục tiêu này sau 3 năm ôn luyện. Anyway, mình chưa bao giờ thực sự tập trung vào tiếng Anh cả. Đã vào trường Quốc học Huế, không thể cứ thế mà chiêu như vậy được. Và thế là mình lượm lập trình thi đấu và nhét nó vào cuộc sống của mình. Để khởi động cho một mùa ôn thi học sinh giỏi quốc gia, đội dự tuyển trường mình sẽ tham gia trại hè miền Trung, Tây Nguyên ở Ninh Thuận. Chuyến đi kéo dài 10 ngày, mình sẽ rất là mòn mỏi. Thì mình vẫn thích được đi Đà Lạt hơn. Khí hậu mát mẻ, có nhiều chỗ chơi nữa. Tháng 11 năm ngoái, mình đã được đi một bé trại hè ở đó rồi. Và được đi chơi với bạn thân ở Đà Lạt thì còn gì bằng. Mình xem chuyến đi này như là dấu mốc để tập trung lại vào môn chuyên của mình. Không như năm ngoái, lúc mà mình còn nhiều khao khát, học tập không ngừng nghỉ để có đủ tiềm lực thi học sinh giỏi quốc gia. Mình bắt đầu nhìn quanh cho những mục tiêu mới. Mình hiện tại cũng đang ngấp nghé học sát và ôn thi tiếng Pháp. Mấy còn đăng ký một cơ. Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đô Ninh Thuận ở hơi xa trung tâm thành phố, nhưng có lẽ vì vậy mà nó bị kinh. Nhưng không có sân bóng rổ nên trừ 100 euro nhé. Đi học trại hè là cơ hội tốt để mình tiếp xúc với các thầy, những người có đóng góp to lớn trong các đề học sinh giỏi quốc gia gần đây. Tham gia học sẽ giúp mình nhận biết được những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Ngoài ra còn làm quen với các dạng đề nữa. Khác với những môn thi quốc gia thông thường, môn thi luôn luôn trúng tủ. Chỉ là bạn trúng tủ nhiều hay ít mà thôi. Quan trọng là bạn có thể code được hay không, hay chỉ ít là tìm ra thuật toán mà mình đã học và nó có thể áp dụng vào bài. Chỉ khi vào vòng 2 thì tầm quan trọng của suy nghĩ logic mới được nâng cao hơn hẳn. Logically, guys. Cá nhân mình không thích trại hè lắm, vì nó có vẻ hơi đại trà quá. Dù tính tự học luôn là yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ lớp tin học nào, thì việc không có sự hỗ trợ được cá nhân hóa luôn là điểm trừ lớn đối với các lớp trại hè. Basically là được đưa bài làm, thầy lên chữa bài rồi về mà thôi. Ngoài trại hè, mình còn được bắt xe lên Đà Lạt tham dự Tin Học Trẻ. Việc chuẩn bị cho học sinh giỏi quốc gia môn tin học không thể thiếu các cuộc thi. Kiếm tiền cũng tốt đấy, nhưng mà những cuộc thi ấy sẽ giúp mình làm quen với môi trường áp lực và perform tốt hơn trong các kỳ thi sắp tới. Mình thi bảng C1 cùng với bạn của mình. Bạn ấy sẽ đảm đương những phần suy nghĩ bài khó, trong khi mình cài thuật đơn giản hơn để vét điểm các bài dễ. Chiến thuật ấy thực sự phát huy hiệu quả khi bọn mình lách qua khe cửa hẹp để đoạt top 8, chỉ hơn top 9 đúng 1 điểm mà thôi. Và qualify vòng chung kết ở Hà Nội sắp tới. Vui is an understatement. Kia mua cái gì đó, cái gì đi à. Ăn không? Không cái gì nữa à. Quả khổ à được à. Mày này chưa, tao đi quá thì cái mua 2 tầng 1 nó bị lua liền mới này. Mua thầy bao nhiêu?